Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VietTV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Cộng sản Việt Nam mượn gió bẻ mặt Kính thưa quý vị, tình hình biên giới Tây Nam và khu vực Tây Nguyên đang diễn ra một cách phức tạp hàng ngày. Những người đấu tranh cho sự tiến bộ dân chủ tự do ở Việt Nam cần phải cảnh giác và cẩn thận. Nhiều người sẽ hỏi vì sao việc biên giới Tây Nam và khu vực Tây Nguyên là tranh chấp biên giới giữa hai nước liên quan gì đến người đấu tranh dân chủ mà họ phải cẩn thận. Cảnh giác bởi sự mượn gió bẻ măng của cơ quan an ninh của Việt Nam. Từ lâu nay, cơ quan an ninh Việt Nam luôn tận dụng những xung đột biến động trên thế giới để có thể gia tăng đàn áp trong nước. Trước mỗi đợt trấn áp thì an ninh Việt Nam thường tung ra dư luận rằng các diễn biến quốc tế tác động đến tình hình trong nước hoặc là các tổ chức phản động trong nước đã lợi dụng tình hình quốc tế thay đổi để có thể gia tăng hoạt động chống phá. Chỉ cần lý do như thế thì cơ quan an ninh Tha hồ bắt bớ lập công trạng mà không phải e ngại những phản ứng từ các phía. Một sự kiện bất ổn ở sát biên giới Việt Nam như Tây Nam Bộ sẽ là một lá bài vững chắc để cơ quan an ninh Tha hồ lập công. Không phải ngẫu nhiên vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, một cuộc hội thảo có tên là tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an và quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và quốc phòng được tổ chức ở tại Bộ Công an và đích thân Đại tướng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chủ trì. Cuộc hội thảo diễn ra giữa hai lực lượng bảo vệ đảng này vào đúng lúc biên giới Tây Nam Bộ đang là có những xung đột gây gắt. Trong lời nói đầu, thì Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã phát lược lại những thành tích trong quá khứ hợp tác của cả hai lực lượng. Ông Quang nhấn mạnh đến việc chống thù trong, chống phản cách mạng chống thế lực thù địch bên trong, đập tan âm mưu gây rối loạn ở thủ đô. Tuy rằng cuộc hội thảo này do Bộ Công an tổ chức là nhằm đoạt lại quyền kiểm soát an ninh nội địa vốn dĩ đã bị quân đội lấn sân từ nhiều năm nay và đồng thời đối phó với tình hình an ninh biên giới Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Tuy nhiên, cũng dễ dàng thấy Bộ Công an cũng muốn nhân sự kiện này để chuẩn bị lý lẽ ra quân cho một cuộc trấn áp mới theo kiểu mượn gió bẻ măng và chấn áp những người đấu tranh trong nước để lập thành tích. Điều này càng được chứng minh khi mà Trung tướng Đường Minh Hưng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh số 1 có bài tham luận ở tại hội thảo. Đường Minh Hưng là một nhân vật giữ mình khá kín kẻ, ít người biết được. Tuy nhiên, y là một chuyên gia trấn áp dân chủ thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam. Trung tướng Đường Minh Hưng trước là Đại tá, Cục trưởng Cục An ninh 6, còn được gọi là Cục An ninh Bảo vệ Chính trị Nội bộ, gọi tắt là A67. Và đây là một viên chỉ huy an ninh lão luyện, nhiều mánh khóe và thủ đoạn trong việc cài cắm người phá hoại các tổ chức đấu tranh. Và sự thâm độc nhất của đường Minh Hưng không chỉ cài người để lấy tin tức, mà còn cài người để nuôi án, tức là để cho một nhóm người đấu tranh nào đó phát triển lớn đến mức độ cần thiết rồi bắt chọn để có thể lập thành tích nhờ công lao quy kết những thanh niên giáo phận Vinh vốn dĩ hiền hòa bỗng trở thành những phần tử khủng bố thành viên của đảng Việt Tân vào hồi năm 2011 khiến những thanh niên này bị kết bức án nặng nề có nhiều người chịu án tù đến mười mấy năm trong một phiên xử đầu năm 2012 và ngay sau đó Đường Minh Hưng được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thăng chức thiếu tướng cũng vào năm 2012 và chỉ một hai năm sau thì Đường Minh Hưng đã được thăng hàm trung tướng và chức phó tổng cục trưởng an ninh nội địa. Kính thưa quý vị, Đường Minh Hưng có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ về đề tài an ninh bảo vệ chính trị. Với những người khác có thể là học gạo quay cóp, chép luật ác Tuy nhiên, riêng với lại Đường Minh Hưng đầy kinh nghiệm trấn áp, có thể viết thành giáo trình cho trường đại học an ninh và bản chất xây máu lập công cùng với là truyền thống học thức gia đình thì những học hàm, học vị ông Hưng có được là một điều đương nhiên và nhất là đề tài luận án thuộc về chuyên môn của ông ta trên nhiều năm cộng tác. Điều đó càng khiến cho ông ta nguy hiểm. Một con người có học thức cùng với là sự nham hiểm, khác chiến công, không từ thủ đoạn nào vốn kín tiếng, kính hình như là đường Minh Hưng xuất hiện công khai ở tại một hội thảo an ninh quan trọng lớn nhất từ trước đến nay. Và trong bối cảnh biên giới của Tây Nam và quan hệ Mỹ-Việt có nhiều biến động. Không thể không cảnh giác trước sự đói mồi của cơ quan an ninh và chỉ cần biết sơ lược về thủ đoạn của cô an ninh Việt Nam từ trước đến nay, mỗi khi có diễn biến gì xảy ra trong quan hệ đối ngoại, diễn biến thời sự quốc tế, cùng với lại hiểu rõ những nhân vật đàn áp dân chủ ở Việt Nam như là Trung tướng Đường Minh Hưng, thì những lo âu rằng cơ quan an ninh của Việt Nam sẽ mượn cớ bạo loạn biên giới để cần phải tăng cường kiểm soát an ninh nội địa và qua đó bắt bớ tổ chức nào đó rồi quy kết là có liên quan đến các thế lực phản động bên ngoài. là âu đó không phải là không có cơ sở. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Cộng sản Việt Nam mượn gió bẻ măng do blogger Người Buôn Gió biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.